nếu đầy đủ tín tấn niệm định huệ năm căn lành này tức là căn lành thăng lương vị chủ hòa thần này đã được môn giải thoát này chủ hà thần phổ sinh hoàn hỷ được môn giải thoát tu hành bố thí đầy đủ khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa san tham và chấp trước vị phổ sinh hoàn hỷ chủ hà thần này được hết thảy chúng sinh đều sinh tâm vui mừng vui mừng lìa san tham vui mừng lìa chấp trước vị này đã được cảnh giới của Phật, tức là tu hành pháp môn bố thí đầy đủ, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, ba thứ bố thí này đều tu được viên mãn. Một bố thí tài gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là đầu mắt tủy não, đem thân thể tính mạng đều xả thi hết. Ngoại tài là ngôi vua, vợ con, bố thí hết, tinh hòa, phú quý. Hai bố thí pháp, gồm có hữu vi và vô vi. Pháp hữu vi tức là có hình tướng, pháp vô vi tức là vô vi mà vô bất vi. lại có thể nói pháp hữu vi là pháp thế gian, pháp vô vi là pháp xuất thế gian, giảng kinh thuyết pháp bố thí cho tất cả chúng sinh. Ba bố thí không sợ hãi, tức là gặp người kinh hãi sợ sệt thì an ủi họ, làm cho tâm họ hết sợ sệt, hoặc là bị hoàn cảnh uy hiếp khiến bạn khiến cho họ được an toàn không còn sợ hãi nữa vị chủ hà thần này khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa lìa khỏi sang tham và chấp trước mà đắc được khoái lạc chủ hà thần quảng đức thắng thành được một giải thoát làm tất cả dụng phước hoan hỉ vị quảng đức thắng thành chủ hà thần này có công đức rộng lớn trang nghiêm như tràng báu vị này đắc được cảnh giới của phật Phật vì chúng sinh mà làm dụng phước hoan hỷ, khiến cho chúng sinh gieo trồng phước căn lành bồ đề, chúng sinh thành tựu vô biên công đức thì đều đại hoan hỷ, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hạ thần quang chiếu phổ thế được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh ai tạp nhiễm thì được thanh tịnh, ai sân độc thì được hoan hỷ. Vị quang chiếu phổ thế chủ hạ thần này có quả mình chiếu khắp thế gian khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khỏi tạp nhiễm mà đắc được thanh đường. Tạp nhiễm tức là không thanh tịnh, có thiện, có ác, có tốt, có xấu, có tránh, có tà, tức cũng là không thuần. Trong niệm thiện lẫn lộn chút niệm ác, trong niệm ác lẫn lộn chút niệm thiện, trong niệm tránh lẫn lộn chút niệm tà. Trong niệm tà lẫn lộn chút niệm tránh, trong tốt có chút xấu, trong xấu có chút tốt, đó là tạp nhiễm. Vị chủ hòa thần này đã khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có tâm sân hận mà xin tâm hoan hỷ nên biết tâm sân hận như rắn độc đáng sợ khiến cho người không dám đến gần, xem là người có tâm sân hận thì rất ít tâm hoan hỷ. Vị chủ Hà thần này đã được môn giải thoát này. Chủ Hà thần Hải Đức Quang Minh được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh và biển giải thoát luôn luôn được đầy đủ sự vui sướng. Vị Hải Đức Quang Minh chủ Hà thần này được hạng như biển cả mà còn phóng đại quang minh chiếu soi tất cả vị này khiến cho tất cả chúng sinh vào biển giải thoát vì môn giải thoát rất nhiều cho nên vị này thường được đầy đủ sự khoán lạc tức cũng là khoán lạc viên mãn cũng là khoán lạc vô thượng đó là môn giải thoát của vị này đắc được bây giờ chủ hà thần phổ phát tấn lưu nương ngoại lực của đức phật quán sát khắp tất cả chúng chủ hà thần mà nói ra bài kệ Lúc đó vị phổ phát tấn liều chủ hòa thần, đường đại oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả căn cơ của chúng chủ hòa thần, dùng kệ để thuật lại ý nghĩa của trường hàng ở trên. Như lai thủa xưa vì chúng sinh, tu hành biển pháp vô biên hạnh, như mưa thấm nhuận rất nóng bức, diệt phiền não nhiệt của chúng sinh. Như lai thủa xưa vì chúng sinh, Phật trong vô lượng kiếp về trước tu hành, tại sao phải tu hành vì phật thấy chúng sinh thọ khổ chẳng biết cách nào để liều khổ được vui do đó phật mới phát nguyện tu hành nguyện khai ngộ thành phật rồi sẽ cứu độ tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ phật thì vì chúng sinh mà tu hành chẳng phải vì mình mà tu hành đó là hành bồ tát đạo tất cả vì người chẳng vì mình tu hành biển pháp vô biển hạnh và nguồn của phật tu hành vô lượng vô biên như biển cả cho nên gọi là biển pháp và trước hết từ pháp môn lục độ vạn hạnh độ đầu tiên trong sáu độ là bố thí phải bố thí cho người chẳng phải kêu người bố thí cho mình độ thứ hai là trì giới phải thật thà giữ gìn giới luật chẳng phải kêu người giữ giới còn mình thì chẳng giữ giới độ thứ ba là nhẫn nhục phải nhẫn những gì người khác không nhẫn được phải chịu đựng những gì người khác không chịu đựng được nhẫn tức là khảo nghiệm trải qua sự khảo nghiệm mới hợp cách thọ tức là nhẫn thọ một số người không nhẫn thọ được mà bạn nhẫn thọ được mới hợp cách hợp cách mới thông qua được trong sáu độ quan trọng nhất là nhẫn nhục nếu không nhẫn được thì năm độ kia dù tu như thế nào cũng không thể có sự thành tựu độ thứ tư là tinh tấn tức là không giải đãi luôn luôn tham thiền, niệm Phật trì chú, nghiên cứu kinh điển, phiên dịch kinh điển. Độ thứ năm là thiền định, có định lực thì không bị cảnh giới chuyển. Độ thứ sáu là trí huệ, có trí huệ thì không điên đảo mộng tưởng, sẽ hết đắc được niết bàn cứu kính, kính. Hạnh môn của Phật tu là như thế, người khác nhẫn không được mà ngài nhẫn được. Người khác chịu đựng không được mà ngài chịu đựng được. Tại sao? Vì vô ngã, chẳng còn có tướng ta thì ai nhẫn ai chịu đựng chẳng còn cái nàng nhẫn sợ nhẫn chẳng còn cái năng thọ sợ thọ khi phải tu hành biển phát thì không biết chịu đựng được bao nhiêu sự người ta đánh ngài mắng ngài ngài cũng đều thản nhiên bất động tù vô biển hạnh môn cuối cùng ngài đắc được thần thông diệu dụng để giáo hóa chúng sinh nhiều mưa thấm nhuần rất nóng bức trong mệnh từ có nói thiên du nhiên tác vân phái nhiên hạ vũ tác miêu bột nhiên hưng chi hĩ nghĩa là trời ùn ùn nổi mây lại mưa xuống ầm ầm chẳng phải thái quá chẳng phải bất cập vừa lượng nước cần đến mầm non đột nhiên sinh sôi nảy nở lớn dần phật giáo hóa chúng sinh cũng giống như trời mưa đúng thời khiến cho sự nóng bức đều tiêu trừ đắc được sự mát mẻ diệt phiền não nhiệt của chúng sinh Phật dùng Phật Pháp mát mẻ để tiêu diệt tất cả phiền não nhiệt của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mát mẻ, không những thần mát mẻ mà tâm cũng mát mẻ. Khó nói Phật vô lượng kiếp xưa, dùng nguyện quang minh tịch thế gian, những ai thành thục khiến khải ngộ, sở ngộ này của phổ khiết thần. Khó nói Phật vô lượng kiếp xưa kia Phật ở trong vô lượng kiếp xa xưa có bao nhiêu kiếp, khó mà nói được bao nhiêu vô lượng kiếp. Dùng nguyện quang minh tịnh thế gian, và dùng đại nguyện lực, đại trí phải quang minh để giáo hóa thế gian, để thành tịnh thế gian, khiến cho tất cả thế gian đều khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Những ai thành thục khiến khai ngộ, chúng sinh nào, các căn lành thành thục, thì Phật khiến cho chúng sinh đó giác ngộ đại đạo, đại đạo gì tức là đạo lý sinh tử đại sự sở ngộ này của phổ khiết thần vị phổ khiết tuyển giản chủ hà thần mong trong tầm mình bạch ngộ được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này đại bi phương tiện đồng chúng sinh đều hiện trước họ thường hóa dụ khiến cho tiêu sạch giờ phiền não Tịnh nhãn thấy được sinh vui mừng đại bi phương tiện đồng chúng sinh Phật dùng tâm đại bi để cứu độ tất cả chúng sinh. Tâm đại bi tức là cứu khổ chúng sinh, ban cho họ an vui. Phật dùng phương tiện pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phương tiện tức là quyền xào phương tiện, là pháp môn tính biến thông, hoạt động tạm thời, chẳng phải pháp môn bất biến thông. Đồng chúng sinh tức là có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu tâm đại bi và phương tiện pháp môn. Đều hiện trước họ thường hóa dụ, Phật thường thị hiện ở trước chúng sinh, thường dùng đủ thứ phương pháp để giáo hóa chúng sinh, dẫn dụ chúng sinh khiến cho chúng sinh biết đạo cải tà quy tránh, sửa đổi lỗi lầm làm con người mới, cho nên nói thường hóa dụ. Khiến cho tiêu sạch dơ phiền não, Phật khiến cho tập trí màu bệnh của tất cả chúng sinh đều tiêu trừ, trở về cội nguồn. Phiền não dơ bẩn giống như rác, cho nên nói dơ phiền não. Phật thường khiến cho chúng sinh quét sạch phiền não dơ bẩn thì sẽ được thanh tịnh chẳng còn nhiễm chút bụi trần nào. Tịnh nhãn thấy được sinh vui mừng. Vị ly trần tịnh nhãn chủ hạ thần này đã được cảnh giới này trong tâm sinh ra sự vui mừng khoái lạc. Phật diễn diệu âm thầy đều nghe, chúng sinh vui thích tâm hoan hỷ, đều khiến trừ sạch vô lượng khổ, giải thoát này của biến hống thần. Phật diễn diệu âm thầy đều nghe, Phật diễn nói pháp âm thanh tịnh vi diệu, khiến khắp tất cả chúng sinh thầy đều nghe được diệu âm không thể nghĩ bàn này. Chúng sinh vui thích tâm hoàn hỉ, chúng sinh nghe được diệu âm này rồi, thì trong tâm sinh hoàn hỉ và khoái lạc, hoàn hỉ âm thanh vi diệu này nghe hoài chẳng biết chán, đều khiến trở sạch vô lượng khổ, khi chúng sinh nghe được diệu âm của Phật thì gốc rễ của vô lượng sự khổ đều hoàn toàn tẩy trường sạch sẽ, gốc rễ sự khổ đã tẩy sạch rồi thì căn lành sẽ sinh ra giải thoát này của biến hống thần, vị thập phương biến hống chủ hà thần đắc được môn giải thoát này. Sư Phật tu tập hạnh bồ đề vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp, thế nên quang minh khắp thế gian, hộ thần nghĩ nhớ sinh hoàn hỉ xưa Phật tu tập hạnh Bồ Đề, khi Phật tại nhân địa thì tu tập hạnh môn giác ngộ, tu tập hạnh môn tự giác giác tha, tu tập hạnh môn lợi ích chúng sinh, tóm lại tu tập đủ thứ hạnh môn giác đạo, vì lợi chúng sinh vô lượng kiếp, Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà trải qua vô lượng vô biên đại kiếp tu tập hạnh Bồ Đề. Thế nên quang minh khắp thế gian vì nhân duyên đó cho nên quang minh chiếu soi khắp hữu tình thế gian trong mười phương hộ thần nghĩ nhớ sinh hoan hỉ vị phổ cứu hộ chúng sinh chủ hà thần này nghĩ nhớ cảnh giới này do đó trong tâm sinh vô lượng vô biên sự hoan hỉ đó là môn giải thoát vị này đọc được ai có vấn đề gì thì đưa ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu quả hộ pháp sư hỏi sinh nhẫn là gì pháp nhẫn là gì vô sinh pháp nhẫn là gì mong hòa thượng khai thị sinh nhẫn tức là chúng sinh nhẫn ai mắng bạn bạn nhẫn được ai đánh bạn bạn nhẫn được ai giết bạn bạn cũng nhẫn được đó là chúng sinh nhẫn pháp nhẫn tức là học pháp cũng phải nhẫn phật pháp, pháp sâu như biển nếu không có sự nhẫn nại thì không thể học phật pháp phật pháp nhiều như thế tôi làm sao mà học tôi chẳng có cách nào hợp, đó là chẳng có pháp nhẫn vô sinh pháp nhẫn là chứng được một thứ cảnh giới cảnh giới này chẳng thấy có chút pháp sinh chẳng thấy có chút pháp diệt lúc đó người cũng không pháp cũng không người và pháp đều không đó là vô sinh pháp nhẫn sinh nhẫn tức là người không có được cảnh giới người không thì mới đắc được pháp nhẫn có được người không rồi thì có sinh nhẫn có pháp không nữa tức là pháp nhẫn người không pháp không đó là vô sinh pháp nhẫn không thấy có chút pháp sinh cũng chẳng thấy có chút pháp diệt nhẫn nại nơi tâm đối với cảnh giới này muốn nói lại nói không ra đó là vô sinh pháp nhẫn sư phật tu hành vì chúng sinh đủ thứ phương tiện chiến thành thục tịnh khắp biển phước trừ các hồ vô nhiệt thấy được tâm hớn hở. Xưa Phật tu hành vì chúng sinh, Phật vì chúng sinh mà tu hành, chẳng phải vì mình mà tu hành. Tại sao Phật vì chúng sinh mà tu hành? Vì Phật thấy tất cả chúng sinh đang chịu khổ, giống như chính mình chịu khổ. Nếu không trừ khổ cho chúng sinh, thì Phật cảm thấy khổ của mình vẫn còn. Cho nên Phật phát nguyện phải trừ khổ cho chúng sinh, do đó Phật trong quá khứ tu hành đều vì chúng sinh đủ thứ phương tiện khiến thành thục phật dùng đủ thứ phát môn phương tiện khéo léo khiến cho chúng sinh căn cơ sớm thành thục tức cũng là chúng sinh chưa có căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành chúng sinh đã trồng căn lành thì trợ giúp căn lành của họ tăng trưởng chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì giúp cho căn lành của họ thành thục chúng sinh căn lành đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát đạt được phật quả tịnh khắp biển phước trừ các khổ khiến cho các hết thảy chúng sinh đều đắc được dụng phước thành tịnh thành tựu đạo nghiệp vô thượng mà trừ khử tất cả sự khổ vô nhiệt thấy được tâm hớn hở vị vô nhiệt tịnh quang chủ hà thần thấy được và minh bạch cảnh giới này cho nên trong tâm hoan hỉ hớn hở vô cùng thí môn rộng lớn vô cùng tận tất cả chúng sinh đều lợi ích khiến cho người thấy không tham chất sở ngộ này của phổ hỷ thần. Thí môn rộng lớn vô cùng tận, vị chủ hạ thần này thấy pháp môn bố thí của Phật tu rộng lớn vô cùng vô tận. Thí môn tức là pháp môn tài thí, vô ý thí, sự bố thí vô cùng tận. Tất cả chúng sinh đều lợi ích, bất cứ đại chúng sinh nào cũng đều đã được lợi ích. Sự lợi ích này là bình đẳng, chẳng có sự phân biệt khiến cho người thấy không tham chấp đại oai thần lực đại trí huệ lực đại quang minh của phật chiếu soi phá tan tất cả đen tối sự đen tối này tức là san tham phạm là chúng sinh thấy được quang minh của phật nghe được pháp của phật nghe được âm thanh của phật đều để khỏi san tham chấp trước người tu hành phải lợi ích kẻ khác đừng lợi ích chính mình do đó từ bi làm gốc phương tiện làm cửa phải luôn luôn giúp đỡ người việc gì mình làm được thì cố gắng giúp đỡ người dù là việc mình làm không được cũng phải giúp đỡ người nghĩa là tận hết khả năng như thế tức là không san tham cho nên Phật giáo đồ phải có tâm từ bi không những tu phát bồn tĩnh mà cũng tu phát môn động như thế mới trừ khử được san tham trừ khử được chấp trước san tham tức là xả bỏ chẳng đặng, nếu xả bỏ được thì sẽ đắc được xả bỏ duy xả bỏ nội tài và ngoại đài